Thanh Vân tát đồng nghiệp vì bị chỉ trích giao kéo là bất hiếu với cha mẹ sau việc nói gì, có khá nhiều ý kiến tranh luận sau cú tát mà Phi Thanh Vân dành cho đồng nghiệp ngay trên sân khấu. Hầu như mọi người đều bênh vực nữ diễn viên. Thời gian qua, sau những ồn ào về nhan sắc, hôn nhân, thì Phi Thanh Vân tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc con trai cưng. Mới đây nhất, cô nhận lời xuất hiện trong game show truyền hình và đây là sự kiện hiếm hoi cô tham gia. Trong khi hóa thân vào vai diễn, bị Phi Thanh Vân cướp mất vai trò vedette trong một show thời trang, diễn viên trẻ Phạm Yến không kiềm chế được liền mắng nữ hoàng giao kéo những từ khó nghe như đồ giả tạo, đẹp nhân tạo. Ngay lúc này, Phi Thanh Vân cũng tự tin khẳng định bản thân có tiền, có gan thì sửa. Không thể giữ nổi bình tĩnh, Phạm Yến gào lên bất chấp, nói việc giao kéo của Phi Thanh Vân là bất hiếu, phá vỡ hình hài ba mẹ ban cho. Thậm chí người đẹp còn dự đoán sau này, Phi Thanh Vân sẽ xấu hơn cả bây giờ. Quá tức giận, cô đã tát thẳng vào mặt đồng nghiệp và không quên lớn giọng. Tao tát mày cái này là tao tát thay cho cuộc đời. Mày nên tỉnh ngộ đi, nếu như mày không tỉnh ngộ và sống biết người biết ta, thì vào rừng mà ở. Đứng trước tình huống này, Minh Xù cho hay, Minh Xù thật sự ấn tượng với vai diễn của Phi Thanh Vân. Phẫu thuật thẩm mỹ, chị ấy làm nhiều nhất. Chị ấy hoàn toàn tự tin với những gì ở hiện tại. Minh Xù không đồng tình với câu nói của nhân vật Phạm Yến. Cô sửa để làm chiều lòng người khác. Chị Phi Thanh Vân trong vai diễn này sửa là do chính bản thân mình trước, vì mục đích sống, công việc, nghề nghiệp của chị nữa. Phía Lê Phương Anh, cô đồng tình với hành động của Phi Thanh Vân, vì thời gian là kẻ thù của phụ nữ và ai cũng có quyền làm cho mình đẹp hơn, làm hoàn thiện cái đẹp để có sự tự tin. Còn đối với Lê Hoàng, anh khẳng định phẫu thuật thẩm mỹ là một khoa học và khoa học ấy ngày một tiến bộ và mang tính nhân văn khủng khiếp. Ở đây chúng ta vẫn còn một số người nhát gan, cứ nói đến đẹp thì lại nói thêm về cái đẹp bên trong. Cái đẹp bên trong là một phạm trù khác, cái đó chỉ chứng tỏ sự nhát gan và không tin tưởng.